F2, đây là hàng Ki F2 quá nhé. Mặt bông em thấy khá là bệt và đẹp. Và loại này thì em cắt từ ki ở trên vườn. Và mỗi ki như vậy em giao lưu với giá là 60.000 đồng một ki. Đấy, cái loại này là loại 60.000 một ki này. Đó, mua 10 ki là sẽ được tặng một ki cùng loại. Còn tiếp theo loại thứ hai là cái loại 80.000 đồng một ki. Đó, cái loại này là loại 80.000 đồng một ki này. Mua 10 ki cũng được tặng một ki cùng loại này. Tiếp theo nữa là loại 100.000, 100.000 một ki. Và loại cuối cùng là loại 120.000 là loại dài nhất. Đó, 120.000 đồng một ki giả hạt châu Như. Và hàng này cắt từ thân cây mẹ này. Đó, rất bộ rễ rất là khỏe khoắn. Hàng này của dùng Di Linh Lâm Đồng nhá, rất là nổi tiếng đấy ạ. Đó, đây là ki châu Như F2. Có một số ít thì em cắt từ trên vườn ạ, để các bác giao lưu với các bác. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác cái đó chính là cái dòng Hoàng Nhạn tháng 8 của Thái. Và hàng này thì nói chung là cây lô đợt này về nó đẹp lắm. Nó không như những cái lô trước đây thì có những lô cây nó rất là nhỏ và nó không cứng cáp như thế này đâu. Đó, cây rất là đẹp và cứng cáp đấy ạ. Ước chừng các bác này. Một cây như vậy em bán với giá là 40.000 đồng một cây. 40.000 đồng một cây. Các bác mua 10 cây là sẽ tặng một cây nhá. Để mua 10 tặng một, áp dụng chương trình ưu đãi mua 10 tặng một. Đây là dòng Hoàng Nhạn tháng 8 của Thái, hoa rất là thơm. Đấy. Hàng này các bác có thể về ghép trụ hoặc là ghép lên chậu cũng được. Nó phát triển rất là nhanh, sòm dễ gió ạ. Tiếp theo đây thì em xin giới thiệu một cái bộ cặp kiếm mà hiện tại đang rất là gây sốt trên thị trường. Nó sốt cách đây tầm khoảng cũng những năm trước đây rồi và bây giờ thì lại được các bác ưa chuộng hơn. Đó chính là dòng kiếm Phan Chí và dòng xanh Huế gieo hạt. Và lô đợt này thì cây của nó cũng nhỏ nhỏ thôi ạ. Đấy, hàng này như em đã nói với các bác ấy, hàng không đủ để nhà vườn người ta xuất cơ. Nên các bác biết là độ hot của lòng này như thế nào rồi. Đây em ước chừng cái ngón tay của nó lên bàn tay của em. Đó, để các bác biết được cái độ cao của cây nhá. Nó cũng chỉ nhỏ xinh như thế thôi. Về các bác nhá, nếu mà cây nhỏ quá về các bác để nguyên cây này vào chậu. Mình cho thêm vỏ thông, khi nào cây lớn phát triển hơn một chút mình có thể sang chậu nhá. Trồng rất là dễ phát triển. Đó, nhớ là tưới thêm những cái dưỡng chất cho cây là cây phát triển rất là khỏe. Và những cái kẹo chậu kiếm này em bán đồng giá hết với giá là 35.000 đồng một cây. Bên đây là dòng xanh Huế đây. Đây, khi gửi đi là em sẽ ghi tên vào đây cho các bác này. Đó. Còn phía bên đây là dòng Phan Chí đây. Em đã phân loại chi tiết rồi các bác ạ. Gửi đi là em sẽ đánh mã số cho các bác nhé. Và mặt hàng tiếp theo hôm nay thì em xin giới thiệu các bác cái mặt hàng nhà em mới về ngày hôm nay ạ. Là những cái ki chớp Mỹ. Và các bác biết là cái dòng chớp Mỹ là một cái dòng hoa VIP. Đó, cái giá trị của nó khi mà nó gọi là hàng thành phẩm đấy ạ. Là khi hàng cây của nó đạt độ dài tầm 50 đến 70 cm, cây thắt ngọn, chuẩn bị cho hoa thì người ta gọi nó là hàng thành phẩm của dòng chớp Mỹ. Và hàng đấy thì giá trị khi mà nó một thân như vậy nó phải tầm 6, 7, 8, thậm chí 900 nghìn một thân cơ. Hàng này thì hàng người ta ươm ki, cắt từ ki ra ươm. Chiều dài cũng phải ít nhất là tầm khoảng 3 cm, đấy trung bình khoảng 3 cm đi ạ. Hàng ươm từ ki nhá, bảo hành mặt hoa cho các bác này, những ki chớp Mỹ này. Chỉ với giá là bao nhiêu? 85.000 đồng một ki. Các bác mua từ 5 ki em sẽ giảm giá cho các bác còn 80.000. Đấy, số lượng hôm nay thì nhà vườn người ta xuất số lượng cũng không có nhiều, hơi khiêm tốn một chút. Nhưng mà chiều nay thì các bác cũng khá đặt cũng khá là nhiều đấy ạ. Cái hàng này các bác hỏi nhiều quá thành ra là em cũng phải lấy một lô. Đấy, đây là chớp Mỹ hàng cây giống nhá. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là cái cây Đai Châu Thái hàng cây chung. Đó, cây này thì năm ngoái nó đã ra 1 đến 2 vòi hoa rồi, rất là nhiều ngồng hoa này. Cây rất là to, loại này em bán là 170.000 đồng một cây, lấy một cặp là 300.000 nhá. 300.000 một cây. Và sau đây thì em xin giới thiệu các bác một cái chậu, những cái chậu đen rỗ mắt đen hàng khủng. Đó. Tại sao em nói là hàng khủng? Bởi vì hàng này Tết khi mà nó đang có nụ hoa này. Đấy, đang có nụ hoa và những cái thân này thì giá trị của nó rất là cao. Đấy, như hôm qua em có cho mọi người xem cái hình ảnh của bông hoa. Một chậu to như vậy, to hơn cái này chỉ tầm khoảng gấp một hơn một chút thôi. Người ta bán ra hơn triệu ạ, hơn triệu khi nó đang có nụ hoa sai chi chít luôn. Đây là dòng đen rỗ mắt đen. Đó, tí em sẽ cho mọi người xem lại mặt hoa của nó một lần nữa nhé. Hàng này là hàng chậu to, chậu khủng qua nhà em mới về này. Những chậu này thì đầu năm này em cũng đã bán ra với giá nó không thấp hơn 650 rồi ạ. Cái này các bác mà theo like em những cái hôm trước đây thì các bác sẽ biết. Và lô đợt này thì em nhập một cái giá thành là rất là mềm. Bởi vì nó tùy từng thời điểm, thời điểm này cây chưa có hoa thì giá thành nhập và nó sẽ rẻ hơn. Và các bác cũng nên tranh thủ nhé. Một chậu to vĩ đại như vậy với giá bao nhiêu ạ? Chỉ có 470.000 đồng một chậu thôi. 470.000 đồng một chậu. Đấy, rất là rẻ luôn. Em thấy nó rất là rẻ đấy ạ. Bác nào không mua thì hơi phí luôn. Một chậu rất là to. Đây là đen rỗ mắt đen. Cái dòng này ra hoa vào thời điểm mùa xuân nhá. Các bác miền Nam là sẽ chơi được hoa Tết đấy ạ. Dạ, và đây là cái mặt hoa của dòng đen rỗ mắt đen này, rất là đẹp và rất là siêng hoa, bông hoa cánh màu cánh rất là tròn trịa và đẹp nhá. Hàng này khi mà ra nụ nụ nó sai chi chít lúc đấy các bác nhìn mới mê ạ. Đó, một giò đã lan này người ta bán này. 1.300.000 này, kinh chưa?
Đó, khủng thế ạ. Ngoài ra thì để vừa với túi tiền các bác hơn thì bên em vẫn có những cái chậu đen rũ, mắt đen hàng chậu nhỏ hơn. Loại này thì thân nó nhỏ, nghĩa là nó ngắn hơn, chậu nó nhỏ nhỏ hơn một chút. Đấy, thực ra cũng nhỏ hơn, phải hơn gấp đôi đấy. Loại này em bán là 230.000 một chậu. Một chậu này thì bán là 230 nhá. Cứ lấy từ hai chậu loại này thì em sẽ giảm giá cho bác 20.000 một chậu. Còn tiếp theo đây là lại những cái chậu đen Roson hàng thuần. Hàng đen Roson này thì em bán là, thôi hôm nay em sẽ bán đen Roson với giá xả nhá nhá. Bình thường là 250 đó. Và hôm nay thì những chậu đen Roson này em sẽ bán với giá là 200.000 đồng một chậu. Đấy, một chậu đen Roson này với giá là 200.000. Nói chung là số lượng nó còn cũng tầm khoảng hơn chục chậu, em bán xả luôn. Đây là lô đen Roson 200.000 đồng một chậu, bán giá xả luôn nhá. Và tiếp theo thì không thể quên đó chính là những cái bảng hoàng thảo vôi hàng thuần. Và hàng này thì các bác chăm từ giờ đến mùa xuân năm nay là các bác sẽ được một cái giò hoàng thảo vôi rất là to và đẹp. Đấy, cái bản lá của nó căng mướt này, đấy, rất là bóng và mượt nhá. Hoàng thảo vôi thì em bán là 250.000 đồng một giỏ. Hàng này là hoa vôi màu tím và các bác có thể là kể cả mới tập chơi thì em nghĩ là những cái dòng này nó rất là dễ trồng. Các bác về chỉ cần treo thôi, bởi vì cái rễ của nó ăn khá là sâu vào cái giá thể rồi này. Đấy, rễ lên rất là khỏe và giá thể. Đấy, những cái bảng này 250.000 đồng một bảng, vôi thì dễ trồng. Đó, các bác mới tập chơi thì rất là thích cái loại này. Còn tiếp theo bên đây thì em xin giới thiệu các bác những cái chậu cửu bảo tiên lai vanda. Loại này thì em xin phép bán với giá là 150.000 đồng một chậu nhá. 150.000 đồng một chậu. Bông hoa của nó rất là to và bông hoa của nó rất là siêng hoa. Đây là dòng lai giữa dòng cửu bảo tiên và loại và dòng vanda. Cái giá thành của nó thì những ý, lần trước đây thì giá thành nó cao lắm, nó tầm khoảng 190 đến hơn 200 cơ. Lô đợt này thì em nhập số lượng nhiều nên có một cái mức giá rất là ưu đãi cho các bác. Đây là cái mặt bông của dòng cửu bảo tiên lai vanda đây. Đấy, bông vòi hoa rất là dài nhá, rất là đẹp. Không mua thì hơi phí ạ. 150 một chậu thôi, một bảng rất là nhiều thân. Em còn vài chậu, đây là gọi là vũ nữ cam lửa này, hàng cũng đang có mầm trồi này. Đó. Những chậu vũ nữ cam lửa này bình thường bán là 150 đó. Cây này cũng là cây trưởng thành rồi. 150, tuy nhiên thì bây giờ số lượng nó còn ít thì em xin phát bán với giá là 130.000 một chậu. Còn nếu các bác lấy từ hai chậu thì em sẽ để một cặp là 250.000. Một cặp là các bác về ghép vào một cái giò to, thoải mái các bác chơi. Và đây là cái mặt hoa của dòng vũ nữ cam lửa hay là cái vũ nữ mèo cam, bông hoa rất là tuyệt vời. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Bông hoa vũ nữ mèo cam này, nổi tiếng một thời năm ngoái, những năm trước đây ạ. Còn tiếp theo một cái dòng dễ gió nữa thì em xin giới thiệu các bác đó chính là dòng cửu bảo tiên. Đấy, những cây cửu bảo tiên rất là nhiều cặp lá, hàng này thì hàng nó dễ trồng, hàng dễ gió. Đây bông hoa của cửu bảo tiên này, rất là sai hoa. Hoa rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Đó, loại này thì em bán cây to là 270. Còn những cây nhỏ hơn thì là 250.000 một cây nhé. Hàng này rất là ít hàng. Đây, những cây lá xếp rất là đẹp, 270 và 250 một cây, cây to và cây nhỏ. Và tiếp theo đây thì em xin giới thiệu những cái chậu phụ nữ sô-cô-la. Đó, nói về dòng phụ nữ sô-cô-la này thì bông hoa của nó lại là một dòng hoa thơm. Hoa thơm này nhé, một bụi của nó rất là to như vậy. Em bán là 250 một chậu, 250 một chậu, hàng đang có ngụ hoa này. Phụ nữ sô-cô-la 250.000 đồng một chậu. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác những cái chậu đại ý thảo Lâm Đồng. Đấy, hàng này rất là nổi tiếng của vùng Di Linh Lâm Đồng ạ. Đây là mỗi chậu đại ý thảo rất là nhiều thân, nhiều kỳ này. Đấy, em bán là 250.000 đồng một chậu. Đấy, chậu nào nhiều thân, thân thì thân ngắn hơn. Còn chậu nào ít thân thì thân nó dài hơn. Đấy, trung bình một chậu như vậy là 250.000. Hoa màu trắng tinh, rất là đẹp, đại ý thảo Lâm Đồng. Và tiếp theo thì xin giới thiệu những các bác những cái chậu giả hạc hoa hồng đỏ đấy ạ. Một chậu của nó thì rất là nhiều kỳ. Đây các bác nhìn này, một chậu của nó nhiều kỳ như vậy này. Đó, rất là nhiều thân, nhiều kỳ nhá. Hàng này thì để cho các bác làm giống. Cái này thì người ta sẽ bán theo thân. Tuy nhiên thì hàng cây nhỏ thì thông thường người ta sẽ bán theo chậu. Để các bác mua thằng chậu nó sẽ dôi hơn. Và mỗi chậu nó nhiều thân như vậy em bán là 280.000 đồng một chậu giả hạc hoa hồng đỏ nhá. Và dòng này hoa đỏ đậm rất là đẹp. Đây là cái bông hoa giả hạc hoa hồng đỏ đấy, rất là siêng hoa các bác ơi. Đó, rất là đẹp. Và sau đây thì em xin giới thiệu những cây đai châu nhỡ. Hàng đai châu Thái, hàng cây nhỡ ở nhà em. Hàng này em bán 95.000 đồng một cây. Mua 10 cây, à mua từ 3 cây sẽ là 90.000. Và một dòng đai châu nữa là cái dòng đai châu lai với dòng hoàng nhạn mang tên là hương vàng sắc nguyệt. Một cái dòng này với một cây đai châu rất là nhiều cặp lá này, rất là nhiều cặp lá rất là đẹp và em xin phép bán với giá là 180.000 đồng một chậu nhá. 180.000 đồng một chậu. Mua từ 2 chậu tính giá 170.000. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác một bộ kiếm thái hoa vàng rất là nhiều màu. Đó, một bộ như vậy này, mỗi chậu như vậy nó có sẽ có tầm ít nhất tầm khoảng 2 đến 3 tép, thông thường là 2 tép. Đó, loại này thì em bán với giá là 180 một chậu.
lấy tầm khoảng một bộ 5 chậu thì sẽ là 170 nghìn. Đấy, những cái chậu kiếm rất là đẹp. Và loại này thì có 5 mã nhé, 5, 5 mã để các bác sưu tầm. Đó, cứ lấy một chậu là 180, còn nếu mà lấy từ 4 chậu trở lên, à 5 chậu trở lên, một bộ 5 chậu thì sẽ là 170 nghìn. Đó. Hàng này thì nó là cặp lai giữa những cái mặt bông như sau. Đấy, đây là mã kiếm IC1002 này. Tiếp theo là IC1003. Và đây là IC1004, IC1018 và cuối cùng là IC1019 nhé. Tất cả những cái mã vừa rồi em bán là 180, mua từ 5 chậu. Đúng rồi, mua một bộ 5 chậu sẽ là 170 nghìn. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu đến cái dòng đen rô nắng. Đó, một bộ đen rô nắng của nhà em sẽ rất là nhiều màu. Đó, hàng thì cũng đã được các bác khá là quan tâm. Đen rô nắng là một cái dòng không chỉ ra hoa vào thời điểm dịp Tết đâu, mà nó còn ra hoa vào thời điểm quanh năm suốt tháng các bác thử chơi hoa. Nên tại sao là đến cái thời tùy thời điểm nào em nhập hàng cũng có cây nó đang có nụ hoa, đúng không ạ? Đen rô nắng này thì là một cái dòng mà hoa rất là bền. Đấy, các bác chơi hoa thì dòng nắng này lại là dòng bền trong cái đống những dòng so với dòng đen rô màu, giá thành nó sẽ cao hơn một chút. Và thứ hai là bông của nó bay hơn. Đó, đen rô nắng nghe em về rất là nhiều. Và trong tổng hợp những cái loại đen rô nắng này thì sẽ có những cái loại giá tiền nó hơi khác nhau một chút, nhưng mà nó sẽ chênh nhau không đáng kể đâu ạ. Ví dụ như là cái loại Pensoda. Đấy, Pensoda cũng còn ít thôi. Pensoda là cái loại giá thành nó hơi cao một chút, bởi vì dòng này giờ số lượng hàng nó hơi khan. Và thứ hai, nó so với những dòng đen rô khác thì nó thật sự là nó cũng rất là hiếm. Pensoda hoa thơm, đây là dòng Pensoda xưa này. Thứ hai, một cái dòng nữa là cái dòng đen rô lá biên phát tài. Tiếp theo là ba vàng ba đỏ, là loại đấy là 100. Còn Pensoda thì giá là 120 nghìn. Có một loại nữa là chớp Enobi, cũng là 100. Còn đâu, tất cả những cái loại còn lại, kể cả cây to hay cây vừa hay cũng đồng giá hết với giá là 80 nghìn các bác nhé. 80 nghìn đồng một chậu. Và em xin đọc lại những cái danh sách dendro mà nhà em hiện tại đang có. Các bác cứ lấy từ 5 chậu giảm 5 nghìn một chậu, mua từ 10 chậu giảm 10 nghìn một chậu cho các bác ạ. Đây ạ, đây là cái tổng hợp danh sách đen rô nắng hiện tại nhà em có này các bác này. Các bác nhìn rõ cho em để đọc tên cây nó được đúng nhá. Thứ nhất là cây lá biên phát tài và ba vàng ba đỏ là 100 nghìn một chậu này. Ngoài ra có cây Pensoda là 120 nghìn. Chớp Aerobi mục số 25 là 100 nghìn một chậu. Còn đâu, tất cả những loại còn lại đều là đồng giá 80 nghìn một chậu hết ạ. Trong đó có đen rô hoa hồng, bà liễu xưa, hoán long, Urawan, Robert, rồng xanh, si quai, mắt rồng, king ba, ăn ba xưa, bò tím, bò vàng, rồng vàng, thỏ đỏ, nắng 4N, bun leng, banana, discolor, hai cái thỏ xưa, ba thanh niên hết hàng rồi ạ, ba hồng. Đó, những cái loại đấy còn lại em đọc với giá là 80.000 hết nhá. Và sau đây thì em sẽ đi qua từng loại, từng giá tiền, từng loại và tình trạng cây ạ. Đầu tiên cái dòng Pensoda này. Pensoda hàng, đây là dòng Pensoda xưa. Đấy, hàng về còn ít thôi. Này các bác nhìn cái độ này nó hút như thế nào. Đấy, mỗi chậu như vậy em bán là 120.000 một chậu. Hàng này thị trường người ta còn bán ra với giá 150 cơ. Thực sự các bác, là dòng Pensoda xưa nó hơi cháy hàng một chút. Những cây to nó người ta còn bán 600-800.000 một chậu đấy ạ. Là chuyện bình thường. Đấy, bông Pensoda xưa. Đây, mặt hoa của nó đây. Đây là dòng hoa thơm nhá. Đây, Pensoda, tình trạng cây nó cũng nhỏ thôi nhá, với giá là 120.000. Tiếp theo, cái loại 100.000 thì em xin giới thiệu là có 3 loại sau. Đây, cái cây Lenro là biên phát tài này. Đó, loại này là loại 100.000 đồng một chậu. Đây, bông hoa của nó đây. 100.000 đồng một chậu là biên phát tài nhá. Biên cả lá và biên cả hoa luôn. Tiếp theo là cái cây ba vàng ba đỏ. Loại này cũng là loại 100.000 đồng một chậu. Cái này cũng là một dòng đột biến về mặt hoa, ba cánh vàng xen lẫn với ba cánh đỏ. Rất là đẹp. Đó, dòng này thì hoa đẹp. Đó. Cũng nhất nhì rồi ạ. Đó, bông hoa của nó đây. Đó, 100.000 một chậu. Tiếp theo nữa là cái dòng chớp, chớp NOB. Đấy, loại này cũng về cái mặt bông của nó rất là đẹp luôn. Rất là siêng hoa, loại này cũng 100.000 đồng một chậu nhá. Chớp NOB. Đó, đây ạ. Còn đâu, sau đây thì em sẽ giới thiệu những loại 80.000 một cây nhé. 80.000 một cây. Hot nhất vào cái thời điểm bây giờ thì em thấy cái dòng Dendro hoa hồng với giá 80.000 là một dòng nó khá vừa tiền và rất là thu hút khách hàng. Đấy, bông hoa Dendro hoa hồng đấy ạ, rất là tuyệt vời luôn. Nó sẽ có hai mặt hoa như hình này. Đây, mặt hoa số 1 này. Mặt hoa số 2 này. Đó, Dendro hoa hồng đây. Rất là đẹp. Đó, tình trạng cây nó như thế này. Đó, với giá là 80.000 đồng một chậu đấy ạ. Hàng ra rễ rất là khỏe khoắn rồi. Đó. Tiếp theo, một cái dòng màu đỏ cánh xoắn, đó chính là tên gọi là hoán long.
Cây hoán long thì cây màu đỏ cánh xoắn rất là đẹp. Đấy, dòng đen nâu nắng này. Nó đẹp, nó thứ nhất là cành nó rất bay. Đó, 80.000. Tiếp theo bên đây thì cây rồng vàng thì nhà em cũng chỉ còn số lượng rất là ít thôi. Rồng vàng thì bông hoa của nó thì rất là sai. Đây, cái bông hoa của rồng vàng này, mọi người nhìn này. Đấy, cây của nó 80.000 một cây đấy ạ. Và cây bun leng là một cái dòng hoa thơm. Bun leng là một dòng hoa thơm và bông hoa của nó rất là đẹp. Đó. Đây là bun leng nhá. Một cái dòng mà thuộc cái dòng Dendrolycas mang tên là mắt rồng. Đó, bông hoa của nó rất là to và rất là đặc, rất là thú vị này. Đó, 80.000 một chậu. Và hôm nay thì không chỉ có ba vàng ba đỏ thì em lại có một cái loại nữa, đó chính là dòng ba hồng. Và cánh của nó hơi xanh xanh vàng vàng. Đấy, bông hoa nó như thế này. Loại này cũng rất là mới này các bác này. Đó, cây của nó cũng vừa vừa thôi nhá, thâm thấp vừa vừa như thế này. Loại này cũng 80.000 đồng một chậu, ba hồng. Em tạm gọi là cây ba hồng. Tiếp theo, một cái cây màu đỏ cánh xoắn nữa. Đó chính là cây bò tím ạ. Bò tím, cây màu đỏ cánh xoắn. Bò tím lá mít, bông hoa thì nó như thế này. Đó, cây bò tím đây ạ. Đó, tình trạng cây bò tím nhá, rất là đẹp. Lô đồ bò tím đợt này đẹp lắm ạ. Và cây Robert hoa thơm là một dòng rất là thu hút khách hàng, bởi vì mặt hoa của nó đã đẹp, lại còn hoa lại thơm nữa. Đó, nên là nó mang những dáng dấp của cây rất là đẹp này. Đó, đây cây Robert đây. Tiếp theo nữa thì xin giới thiệu các bác cái loại thỏ đỏ, cũng giá 80.000 một chậu thôi. Và bông hoa của thỏ đỏ thì đây, cũng không kém cạnh gì những loại cây hoa khác nhé. Đấy, bông hoa thỏ đỏ rất là bay và đẹp. Đấy, cây rất là tơ. An ba xưa, à đây là kinh ba này. Tiếp theo là an ba xưa, là một cây tơ này. Đó, an ba xưa, bông hoa của nó màu vàng, à màu trắng và họng họng tím này. Đấy, an ba xưa. Kinh ba đây ạ, đây là cây kinh ba này. Đấy, tình trạng cây kinh ba đây ạ. Bông hoa của kinh ba đây. Tiếp theo nữa là cây bò vàng, cũng là một cây mà bản lá rất là ngắn và rất là đẹp. Ốc bò, bò vàng ạ. Đây, hoa của bò vàng đây ạ. Và loại nữa đó chính là sea white, một bông hoa màu trắng. Đây, có vài cây nó đang có nụ, chính là bông hoa của sea white đấy ạ. Rất là sai hoa nhé. Tiếp theo nữa là banana, một cái dòng hoa thơm. Đây, cây banana hoa thơm đấy ạ. Đây là một dòng nắng thơm banana. Đó, nắng 4N, cũng là một cây tơ cũng rất là đẹp nhé. Nắng 4N đấy ạ. Để em tìm cái mặt hoa của nắng 4N nhé. Đây, cái nắng 4N đây. Đây là cây da da. Em quên mất là cây da da mini để em bán 60.000 một cây thôi. 60.000 đồng một chậu đấy ạ. Da da mini, hàng đang có nụ hoa. Riêng dòng này thì nói về độ sai hoa thì nó rất là sai hoa luôn đấy ạ. Đây là da da mini. Tiếp theo là bà liễu xưa. Bà liễu xưa cũng sắp hết hàng rồi. Đây là dòng hoa xưa và bà liễu xưa là một dòng hoa thơm. Đó. Và cùng bên đây đó chính là rồng xanh này. Bông hoa của rồng xanh thì nó rất là siêng hoa. Hoa của nó màu xanh. Đấy, rồng xanh đấy ạ. Và cây Discolor là một cây lùn lùn như thế này này. Đấy, các bác nhìn này. Discolor. Và đây là bông hoa của Discolor ạ. Rất là đẹp. Và tiếp theo đây thì em xin giới thiệu những cái chậu hoàng thảo Thái Bình. Đấy, hoàng thảo Thái Bình Lai hay là Garden Sunray. Cái tên gọi khác của nó là Garden Sunray. Hoàng thảo Thái Bình Lai này thì em cho mọi người xem cái mặt hoa của nó nhé. Nó là một dòng hoa vàng, họng nhung rất là đẹp. Loại này em bán 150 một chậu. Đây, cái bông hoa của nó đây. Rất là đẹp, 150 một chậu. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu cái bộ cây giống nhà em vừa mới về. Hàng này cây giống của nó thì sẽ có những loại như sau. Và em xin phép báo giá là đồng giá là 35.000 đồng một cốc. Các bác mua từ 10 cốc sẽ được tặng một cốc nhé. Mua 10 cốc bất kỳ được tặng một cốc. Em có thứ nhất là loại giả hạc châu Như Lai với thanh củi này. Đây cũng là cây ki 52 rồi. Đó, cây ki 52 rồi. Đây là châu Như Lai với thanh củi nhé. Tiếp theo là giả hạc ma bó. Đấy, ma bó thân tím ngắt luôn. Đấy, cây nó nhỏ thôi, nó cũng chỉ tầm 3 sen đổi lại thôi. Các bác nhìn lưu ý giúp em nhé. Có cây 4 sen nhưng mà tỷ lệ rất là ít. Tiếp theo là Di Linh Lai với thanh củi. Đấy là châu Như Lai thanh củi, còn đây là Di Linh Lai thanh củi nhau nhé. Hai loại này là loại khác nhau. Dòng lai giữa hai cây mẹ rất là đẹp.
Tiếp theo là Nestor 5 cánh trắng này, hàng này mới về tiếp này, hàng này hút khách hàng cực kỳ. Nestor 5 cánh trắng. Tiếp theo nữa đó chính là giả hạc. Hôm nay có một loại mới đó chính là dòng giả hạc châu Như Lai với trầm rồng đỏ ạ. Đó, đây là cây châu Như Lai với trầm rồng đỏ. Tiếp theo đây là phi điệp mắt đỏ này, phi điệp mắt đỏ. Đó. Đây cây giống của nó đây, đây là phi điệp mắt đỏ. Tiếp theo nữa là dòng cây 5 cánh trắng họng tím, hàng gieo hạt đó, 5 cánh trắng họng tím ạ. Sang bên đây đó chính là cây bệt núi chúa này, cây bệt núi chúa này. Đó. Cây bệt núi chúa nhá. Còn tiếp theo đây đó chính là cây man ới xanh tím ạ, man ới. Đây là dòng cây man ới ạ. Phi điệp man ới ạ. Và tiếp theo nữa đó chính là giả hạc châu Như Lai với ta ly đỡ đỏ. Đây là giả hạc châu Như không lai ạ. Đấy, giả hạc châu Như này, ta ly đỡ đỏ thì nó sẽ thân nó hơi xanh hơn một chút. Đó, tổng hợp vừa rồi là những cái loại phi điệp em vừa giới thiệu. Nó cũng sẽ dao động tầm khoảng hơn chục loại phi điệp nhé. Mình đặt loại nào các bác báo em ạ. Tiếp theo thì em xin giới thiệu những cái hình trầm đồng đỏ hiện tại nhà em còn nhé. Em chỉ còn số lượng ít thôi ạ. Trầm đồng đỏ thì em còn hình số D2. D2 là một hình gồm 4 thân, 470.000. 470.000, gồm 4 thân này. Đó, giá thành trầm đồng đỏ Tết người ta phải bán thấp nhất cũng phải 250 một thân. Giờ các bác mua 470 được 4 thân, tính ra chỉ chưa đến 120 một thân đấy. Hàng trồng thuần như vậy khá là ổn rồi ạ. D3 là một hình gồm 4 thân. 500.000. 500.000. D5 cũng 4 thân, 430.000, hai thân rất là dài, tuy nhiên hai thân này nó ngắn hơn một chút, 430. D6 là 5 thân, 650. Đấy, 5 thân này 650.000 nhá. D7 5 thân 630.000. Đấy, hình này rất là đẹp đều nhau này. Và cuối cùng D9 7 thân 1 triệu đồng. Đấy, loại này thì loại thân thủ hơn. Lô này em nhập của cái lô ở bên nhà vườn khác thì thân thủ nó mọc đẹp hơn. Đó, 7 thân và chưa tính có 1 2 ki ở phía dưới gốc em không tính. 1 triệu đồng. Tiếp theo là giả hạc Hawaii. Giả hạc Hawaii thì em còn một số chậu như sau. H13 5 thân 290.000. H13. Tiếp theo là H12 4 thân. 4 thân thì có đúng rồi, cả dài cả ngắn cũng 290.000. Đây cái 5 thân này thì có cả dài cả ngắn các bác nhá. Tiếp theo là H10 4 thân 290.000. Và tiếp theo em đánh thêm mã số tiếp theo là H16 này. 2 3 thân dài và có 2 ki ngắn này, 290.000. H16. Tiếp theo là H17. Còn có 2, 3, 4 thân dài, 1, 2, 3 thân ngắn. Đó, 4 thân dài và 3 thân ngắn. Hình này em bán là 300.000, 300.000. Đấy, nó sẽ ngắn hơn như này một chút. Một cái 290, một cái 300, nhiều thân hơn. Đây là H17 ạ. H18 cũng là một hình gồm 2, 4, 5 thân và có một ki ở dưới này. Hình này cũng 300.000 nhá. 5 thân này 300.000. Tính ra có 60.000 một đồng một ki giả hạc Hawaii to tướng này. Rất là rẻ đấy ạ. Tiếp theo là H19, cùng có 2, 4 thân. Đấy ạ, gồm 4 thân nhưng mà thân rất là dài đều nhau quá nhá. 4 thân này em bán là 300.000, H19. Và cuối cùng là cái H20, hình này gồm có 2, 4, 6 thân dài. Và có những 3 mầm gốc nhỏ nhỏ đang mọc dưới này. Hình này em bán 330.000 nhá. Đấy, còn duy nhất là một chậu này to. Đấy, em chỉ có 20 chậu, đó chính là cái dòng gì nhỉ? Giả hạc Hawaii thôi. Chỉ còn đâu 1, 2, 3. Chỉ còn vài chậu nữa là hết hàng rồi. Và cuối cùng thì em xin giới thiệu các bác, đó chính là cái dòng 5 cánh trắng họng hồng. Cái mặt hàng là năm nào nó cũng hot, cây sốt vào cái thời điểm mà khi nó đang có nụ hoa. Thời điểm nụ hoa thì giá thành nó cũng phải tầm 350 một thân. Thấp nhất là như thế. Còn có những thân dài hơn thì giá thành nó sẽ cao hơn. Bởi vì sao em nhập thời điểm này? Bởi vì thứ nhất là các bác cũng có nhu cầu các bác vào vườn luôn bây giờ rồi. Và thứ hai, các bác chăm từ giờ đến Tết là thoải mái các bác được chơi hoa. Năm cánh trắng họng hồng cũng là một dòng phi điệp, tuy nhiên nó là dòng của Đài Loan và hoa của nó rất là thơm. Cũng là một dòng năm cánh trắng bông hoa đẹp và cánh trắng và họng của nó màu hồng trái tim, rất là tuyệt vời. Năm cánh trắng họng hồng thì em xin ký hiệu là chữ HH nhé. Và đây là cái mặt hoa của nó này các bác này. Cái thứ ra cái hàng này là hàng Umki nên hoa của nó rất là chuẩn hoa đấy ạ. Rất là chuẩn mặt hoa luôn. Đó, rất là siêng hoa. Và em có những hình như sau, em sẽ đọc qua từng mã và em sẽ không theo thứ tự nhé. Bởi vì có một số hình nó khuyết rồi. Đây là HH16 này, một chậu rất là dài.
với giá là 280.000 thôi, 280.000 một chậu, vẫn còn đang đua ngọn này. Tiếp theo là HH4 2 thân 400.000, tính ra 200.000 một thân. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Hàng từ Ki nhá. Tiếp theo là HH17 2 chậu cùng 2 thân cũng 400.000. Đấy. Hai chậu này thì rất là đẹp đều nhau. HH111 một chậu với giá 270.000. 270.000. Tiếp theo là HH13 230.000. Đó, một chậu một thân và có một thân già để các bác ươm kỳ này. HH5 một chậu với giá là 300.000. Chậu này thì dài thì thôi rồi. 300.000 một chậu. Đây. Một này. Cũng phải gần 3 găng tay của em rồi đấy ạ. HH5 300.000. Tiếp theo là HH2 290.000. 290.000 đồng một chậu. Đó. Tiếp theo nữa là HH15 250. Đấy, có một thân và có một thân nhỏ nữa ơi. Đấy, 250 một chậu. HH1 260.000. Một chậu thân rất là dài và có một ki thân già để bác ươm ki. Đây là HH6 300.000. Đấy, một chậu cũng thân thủ rất là dài này. Đó, HH6. HH7 270.000. 270.000. HH10 300.000. Đấy, một chậu dài chưa ạ? Và cuối cùng đây là HH9 2 thân 350. Đấy, tất cả những hình hoa hồng đỏ như vậy, à quên, 5 cánh trắng họng hồng, giá thành rất là vừa phải và vừa túi tiền các bác. Những cái hàng chậu hàng thuần, hàng thử kỳ thân già dành cho các bác sưu tầm. Tiếp theo đây thì em sẽ quay qua một số mặt hàng kg nhé. Hôm nay có một số mặt hàng em sẽ giảm giá này. Đầu tiên là kiều vàng này. Kiều vàng số lượng về rất là nhiều, hàng cũng đẹp. Loại này em bán 180 một cân, lấy từ 2 cân tính giá 160 một cân. Hoàng thảo tập hoa, bây giờ sắp tới cái thời điểm nó chuẩn bị nụ hoa, một số cây thì đang bật mầm gốc ạ. Loại này em bán là 100.000 một cân. Hoàng thảo u lồi, bây giờ cũng chủ yếu là chăm mầm gốc thôi, 230.000 một cân. Ngọc hoàng thảo u lồi. Đây em có một tầm khoảng gần 1 cân kiều môi tua này, 180.000 đồng một cân. Và đây là hoàng thảo đơn cam, top một trong những lòng hoa rất là hiếm và quý. Loại này em bán 80.000 một bó, lấy từ 2 bó thì em ship từ 2 bó. Còn đâu là nếu mà lấy lẻ thì em sẽ ship từ 1 bó cùng với mặt hàng khác nhé. Hoàng thảo Henry, hoa của nó màu vàng cánh sáp rất là đẹp. Hàng này em bán thanh lý, 100.000 đồng một cân. Ngọc thạch 3 màu, 200.000 đồng một cân. Đây là ý thảo 3 màu này, hàng đang lên bật mầm gốc này. Đấy, 220.000 đồng một cân. Em có một bó địa lan caran, 50.000 một bó. Đây ạ, cái chỗ này là cái chỗ gì nhỉ? Hoàng thảo trúc ngọc cũng 50.000, được rất là nhiều. Phi điệp vàng, mớ này cũng 50.000, cả một mớ phi điệp vàng cũng 50.000 nhé. Hàng nó nói chung là xuống lá để chủ yếu các bác chăm mầm gốc thôi. Còn đây là kim điệp sân, 150 một cân. Hàng đang lên bật mầm gốc này, rất là đẹp, 150 một cân. Tiếp theo giới thiệu các bác đến nó lô đùi gà 100% hàng thân tơ, hàng khỏe lên cả ki ở trên thân cơ. Hàng này em bán 30.000 đồng một lạng, các bác lấy nửa cân bạn 150, các bác về ghép được 3-4 giò, hàng rất là đẹp luôn ạ. 300.000 một cân đùi gà thân tơ, 100% hàng thân tơ. Quế trắng tháng 8. Đây hôm nay định ôi chết. Hôm nay định cho lên vườn ghép một chút nhưng mà thôi, không có thời gian em lại bỏ ra bán nhá. Đây hàng quế xếp này, 630.000 một cân, cả xếp lưng và xếp V, 630 một cân quế trắng tháng 8. Giáng hương tam bộ sắc hàng thanh lý này, 100.000 đồng một cân. Hàng này mã của nó rất là xấu nhá, các bác về chủ yếu làm vườn thôi. Hàng này em bán với giá bây giờ là giá lỗ, rất là lỗ rồi ạ. Bình thường giá là 200.000 một cân cơ. Đây giáng hương tam bộ sắc này, 100 một cân. Đây em có một cái bó kiều dẹt này, nói chung là nó bị xuống lá bởi hôm rồi không để ý là còn tưng đây. Kiều dẹt này, đó, chỗ này em bán 70.000. Ngày mai sẽ cắt hết tất cả cái lá này ra này, chủ yếu về các bác chăm mầm thôi. 70.000 cái mớ kiều dẹt này nhá. Hoàng thảo đuôi gà tròn.